Rồi ok anh em, thì hàng tháng con em lại về tiếp nè anh em. Này về chắc được ba mấy bốn chục con á anh em. Đây, nguyên đóng nguyên kiện chưa mở ra luôn nè anh em. Thì giờ em bắt đầu ra chim cho anh em coi ha. Thì không biết là trong đây có con nào xuất sắc đột biến gì không, để hên xui rồi biết đâu được con đột biến anh em. Rồi ok anh em, bắt đầu ra chim cho anh em coi ha. Thì em không có bao trống nha anh em. Thì anh em thích thì mình qua lựa, hoặc là anh em ở xa mình thì em sẽ lựa cho anh em những con có tỷ lệ trống cao nha mọi người. Đó, rất là nhiều nha. Thì cái này là than con đầu mùa nè anh em. Rất là đã luôn. Giờ để em ra lòng đi từng con cho anh em rồi em sẽ quay chi tiết từng con cho anh em coi ha. Rồi có con nào đặc biệt đặc sắc gì không? Rồi, ok mọi người. Ok anh em, thì em đã vừa ra chim xong rồi nè anh em. Đây nè. Đó, nguyên vẹn chim con. Đủ size hết nha mọi người. Size nào cũng có những con nó nằm ổ, có những con lên cầu. Anh em nào mình không có thời gian thì mình bắt những con lên cầu ha. Những con lên cầu về mình vẫn đút nó một thời gian là nó lên cầu nó ăn nó tự mổ nha anh em. Còn những con nằm ổ này nè, dành cho những anh em mình có thời gian ở nhà mình chăm đút cho nó, nuôi những con này thì nó sẽ vui hơn nè anh em. Còn những con lên cầu nó vẫn ăn vẫn há miệng bình thường, nhưng mà có rất nhiều anh em thích những con này, những cái con nằm ổ này về mình tự đút cảm giác sẽ rất là vui ha. Đây con này tiếp tục cái mỏ đen thui luôn nè anh em, đó mỏ rất là đen luôn ha, mỏ nó đen thui thù lùi luôn nè. Đó em ra đợt này em thấy chim rất là đẹp nha anh em, tỷ lệ trống được kỳ này cũng khá là cao á, nhưng mà em không có bao trống nha anh em, tại vì bao trống lỡ xui rủi bắt về anh em nuôi nó ra con máy rồi phiền phức tốn thời gian của anh em, rồi đem tới đây em vẫn nuôi là bình thường nhưng mà nó lại mất uy tín mà anh em mình đã bán bao trống thì nó phải là con trống anh em, lỡ nó ra con máy thì cũng kỳ lắm, thành ra là em không có bao trống nha anh em. Em vẫn chỉ bán đồng giá cho anh em là 400.000, thì những anh em ở gần thì mình qua mình lựa nha, qua lựa trực tiếp thì sẽ dễ dàng hơn. Còn những anh em ở xa thì em sẽ lựa cho anh em những cái con có tỷ lệ trống cao, lựa bằng cái tâm nha anh em, mình lựa là mình lựa thiệt tình đàng hoàng nha anh em, chứ không có lựa mà bán hàng máy con này máy ta giao cho mày là không có nha anh em. Bên em là bán đàng hoàng, lựa những con đàng hoàng tỷ lệ trống cao cho anh em nha anh em. Đó đợt này chim lông lá cũng rất là đẹp luôn anh em. Đây cái con này nó mới ra em cho nó ăn rồi nó nằm nó ngủ rồi nè mọi người. Đó 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 nè, đây đợt này rất là đẹp ha. Đây đó, đây nè, đó. Những cái con lên cầu này lông đen cực kỳ luôn nè, lông đen cầm đen đó. Thì anh em nào mình ở gần mình qua mình bắt ha, còn mấy anh em ở xa thì mình cứ nhắn tin vào Zalo hoặc số điện thoại em để trên màn hình nha anh em. Đó rất là nhiều ha. Thì cái này em dễ lắm anh em, mình cứ ngâm dế nè, dế anh em ngâm nước tí đó, rồi mình ngắt hết mấy chân đi mình đút cho nó ăn thôi. Đó hả miệng này thôi nè, đó chưa, rồi tại vì trong con dế này nó có nước sẵn rồi thì mình không có cần cho nó uống nước nữa nha. Đó giờ nó có nước sẵn nó chổng rồi. Đó, bóp cái đầu con dế cho nó nát nát ra xíu rồi nè. Rồi mình bỏ vô mình cho nó ăn. Đó. Rất là dễ ha. Mới về chưa cho ăn hết kìa bên em ơi. Thì em lên clip liền luôn cho anh em. Xong rồi em sẽ cho nó ăn anh em. Có con cánh trắng dày ghê nè nè. Còn nhỏ mà cánh trắng to ghê không. Con này cái miệng nó đen, đen như lọ nồi luôn anh em. Quá đen. Đó rất là đẹp ha. Đây
Còn mấy ba đồng hồ này kêu tờ lơ hết rồi em ơi. Đây, bên đây nữa. Nó gom lại một cục nó nằm cho ấm đó mọi người. Đó. Đó đẹp. Thì chim đầu mùa nó sẽ hay hơn những con chim giữa mùa nha anh em. Giữa mùa hoặc là những con chim cuối mùa thường thì người ta thích những con chim đầu mùa hơn. Nó khỏe mạnh. Và thông thường những con chim hay là những con chim con đầu mùa nha anh em. Đó thì anh em nào mình thấy thích mình qua mình bắt nha. Về mình chăm mấy con này thì rất là thân thiện. Nó sẽ đi theo mình cầm trên tay hoặc là khiển tay. Để bàn là rất là ok luôn ha. Đó anh em, mới đút vậy thôi. Đút cho anh em. Đó. Rất là dễ. Đó được. Thì cứ một tiếng rưỡi nên cho nó ăn lần là chuẩn nha. Đó. Ăn xong rồi là nó ngủ rồi nè. Đó. Đó nó hạ miệng nó đòi ăn nè. Đó. Mấy chim con này mà nó thai lông xong mình để bàn mình chơi vũ cà phê vừa nghe chim hót thì còn gì bằng nữa nè. Đây cái này nãy giờ chưa ăn đó, nó bị ăn rồi đó. Đó cho ăn con nữa rồi qua lòng bên đây nè. Đây những cái con này, những con nhỏ hơn. Đó, giờ bắt đầu cho mấy con nhỏ ăn nè, đúng chưa? Đó. Đó. Trắng thục rồi, uống nước rồi. Đó nè. Lần cho 2-3 con dế là được rồi anh em. Đó. 2 con dế, 3 con dế là ok. Đó rồi ăn nữa rồi anh em. Đây. Đây. Xong rồi ngủ hay liền rồi nè. Rồi ok anh em, thì chim con hai con này thì em vẫn bán đồng giá là 400 nha anh em. Nó không có bao trống nha anh em. Rồi ok, anh em nào mình thích thì mình chạy qua mình bắt trực tiếp giùm em, hoặc là anh em là muốn không có ở xa nè, không bắt được thì mình cứ nhắn tin vào Zalo. Số điện thoại em ghi trên màn hình đó anh em, thì em sẽ tuyển cho anh em những con trống có tỷ lệ trống cao ha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi clip của em ha. Rồi ok anh em.